Em tin Trinh đúng rồi. Trinh ơi, số điều bạn muốn nói đây từ rất lâu rồi. Có là khoảng thời gian chúng ta được cạnh nhau chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng có lẽ vì sau này bất cứ nơi nào anh đi đến, chỉ có một người con gái anh luôn nhớ đến, đó chính là Trinh. Ngày tháng cứ thế vẫn trôi đi, người ra đi để trái tim buồn sâu. Còn nhớ nhưng ta gắn bó bên nhau, vì sao anh không quên em hỡi? Nhiều lúc